năm trước là ảnh chưa có được như giờ. Bị teo anh. Ủa nhưng mà lý do gì để cái hình trọc đầu vậy? Sao em tưởng gì là ngầu anh? Tưởng gì là ngầu anh? Em tưởng vậy là ngầu. Dạ. Tại dáng. Thôi. Dạ. Cái đó sợ thiệt nha. Cái đó không sợ ma là sợ dạo. Sợ ma là diễn thôi. Chứ dáng em sợ thiệt. Bữa là như đám cưới của anh họ, họ bên chồng em qua treo mấy cái đồ mà trang trí nhà cửa đó. Xong cái con dáng bắt đầu nó đi. Cái hồi nó bay cái là ông chạy ra ngoài trước. Ông bỏ hết mọi người, ông chạy trước. La vừa chạy vậy đó. Rất là sợ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Huỳnh Thúy Tiên, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa em đều làm sáng tạo nội dung và em có một quán nước riêng. Quán nước quận mấy vậy? Dạ Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Ngày mai tôi lên Tân Bình nè. Ở khúc nào giới thiệu luôn đi. Dạ khúc Âu Cơ. Ủa mà ông hỏi nước gì chưa mà ông chưa gì là ông không chắc nước mía hoặc nước ép mà là trà chanh giả tay. Không có trà chanh giả tay mà có nước mía. Nước mía. Nước mía. Đấy. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Nghiệp Tuấn. Em sinh năm 97. Em làm huấn luyện viên thể hình với lại sáng tạo nội dung chung với vợ của em. Thường thì mình sáng tạo nội dung thì mình làm những video clip gì nè? Video clip đời sống đời thường của cặp đôi thôi. Bởi vì người ta thể hình cho nên phọt phiết ta đâu đó rõ ràng. Chị thấy em cũng thể hình mà, dân thể hình mà, nhìn là biết dân thể hình rồi đó. Tập tạ cách đây hai mấy năm rồi đó. Sau đó là Lương Nhung á. Quá là giữ gìn được bất giá. Bây giờ quay trở lại chính nè, câu chuyện chính nè, hai chồng sao mà quen nhau được vậy? Lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng về cái hình thể của ảnh không? 6 năm trước là ảnh chưa có được như giờ. Bị teo anh. 6 năm trước là tụi nha em quen nhau trên app hẹn hò. Là năm đó là mình 18 tuổi đó ha. Dạ. Trời ơi. Sao thấy ổng ấm tâm ấm teo mà sao thích ổng? Không, tại lúc đó ổng chụp cái mặt ổng lên là ngầu lắm. Thấy cái mặt thôi không có thấy đúng cái người. Đúng rồi, thấy cái mặt, đúng không? Mặt còn trắng đen nữa. Để đầu chọc mà mặt trắng đen thì em nhìn rất là giang hồ. Mà thích cái gu không, ổng tin em trước. Lúc đó là giờ nghỉ trưa trong giờ làm á, thì lúc đó em làm gì? Em phụ gia đình bán phụ tùng xe. Thì rảnh quá em ăn cơm xong thì em ngồi em lướt thôi. Thì lướt trúng bả. Cái bả cũng lướt trúng em luôn, rồi em say hi với bả rồi nói chuyện qua lại. Mấy bữa sau thì gặp nhau trực tiếp? Dạ chắc tầm 3-4 tuần sau á, thì em chủ động hẹn vợ đi coi phim. Nhưng mà anh hỏi nè, khi em nhìn hình bạn này ở trên cái trang đó thì em có ấn tượng gì về cái khuôn mặt của bạn không? Lúc đó thì em chỉ cần nhắn tin chịu trả lời là được. Trời cũng dễ dãi quá, em cũng dễ dãi ghê luôn á. Tại vì có mình vợ em là chịu trả lời tin nhắn em thôi. Trời ơi. Ai biểu cặp chọc đầu. Là chọc đầu đúng không? Mình không phải chọc lắm, đầu đinh. Đa phần phụ nữ không thích người chọc đầu đâu em. Đó. Nhưng mà ổng gài em á. Ý là em kết nhắn tin trên đó thì nó không có tiện nên là em xin Facebook. Thì lúc đó ổng có một cái status ghi là đó giờ chưa xem kịch ma thì em mới vô em rủ đi coi. Coi ma đâu, sân khấu dần hả? Sân khấu ngay Cao Thắng hồi xưa, bây giờ nó đóng đại rồi. đại đồng giờ đóng cửa. Đại đồng có đi coi không? Có. Rồi tại vì vé kịch ma nó hơi lâu nên là tụi em đi coi mẹ phim trước. Nhưng mà lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thì sao nè, so với hình ảnh mà chúng ta coi trên avatar? Lúc gặp nhau là tại vì gặp trên mạng nên là em không có tin tưởng lắm, em tới mức mà em phải kêu một ông anh ở nhà để mà canh điện thoại em á, để có gì em gọi điện là phải kêu ra rước em về liền. Mà đã vậy còn trọc đầu nữa. Em tính đi hai xe mà hôm gặp á là đã có tóc chưa? Dạ rồi, có một xíu rồi. Ủa nhưng mà lý do gì để cái hình trọc đầu vậy? Sao em tưởng gì là ngầu anh? Tưởng gì là ngầu anh? Em tưởng vậy là ngầu. Dạ. Rồi sao? Lúc mà gặp thì sao? Lúc có bất ngờ không? Cũng bất ngờ, tại vì nhìn ảnh. Bất ngờ nghĩa là bất ngờ theo hướng tốt hay là hướng nó kiểu nhìn ảnh bụi đời quá. Đó giờ chưa có gặp ai mà quen ai mà kiểu bụi đời giống vậy. Vô rạp xem phim là anh có làm gì mà thấy mình cảm thấy là trời ơi, ghê quá không? Dạ không. Rất là chuẩn chỉnh đúng không? Dạ đúng. In Google. Dạ. In Google. Sao vậy em? Sao vậy? Dạ thì ngầu lắm mà. Lúc đó em chỉ xác định là đi xem phim thôi, vui vẻ rồi. Nhưng mà em nhìn bạn này, nhìn cái hình thể bạn này là em có kết không? Kết chứ anh. Kết rồi. Rất là cá tính. Chắc là kết rồi cho nên là mới ráng kềm hãm lại nên để chứng tỏ mình là người đàng hoàng. Để mình ghi điểm chứ. Rồi sau bữa đó là về là có cảm tình rồi đúng không? Dạ đúng rồi, sau bữa đó về là nhắn tin còn đó. Đàng hoàng quá mà. Dạ. Rồi bắt đầu với cú chót nè, là tới đi coi kịch ma. Đi coi kịch ma nhìn bự con vậy thôi.
chứ mà sợ ma. À, là mỗi lần mà làm một cái âm một cái là ổng leo lên người em đúng không? Trước 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 khi vô xem kịch là ổng phải đi qua bên kia ổng mua cái kem mà có cái ống mút á, để sẵn mà anh ăn kem xong mình còn có cái đồ để mình bóp mình mút á, mình sợ á. Trời, thấy thương quá vậy. Thương những con mà sợ ma ấy. Trời ơi, vậy chưa coi cái người vợ ma bên tôi ha. Chuẩn bị đi coi đi ha. Trời ơi, coi đi rồi thấy cảnh. Dạ em có la không? Dạ không, em bình thường. Trời em men quá. Em ngồi hàng đầu, nó rủ ngồi hàng đầu mà ổng la không à. La xong núp vậy nè. Vậy hả? Mà sợ thiệt đúng không? Không, anh em diễn thôi. Chết đi chưa? Hai lần rồi, một lần xem phim người ta giả bộ cũng không nhận ra. Lần đi coi kịch giờ người ta giả bộ. Bây giờ mới biết đúng không? Ra. Biết. Trời ơi, quý vị thấy chưa? Vợ chồng son của tụi tôi nó có những cú twist ngoạn mục dữ lắm. Nhưng mà như vậy có nghĩa là đi coi kịch về xong là coi như ngã gục đó đúng không? Là dạ đúng rồi. Phải nói là không còn gì để nói nữa rồi. Đây đúng là cái người mà mình phải trao thân gửi phận rồi nè, đúng không? Rồi hai đứa yêu nhau bao lâu? Dạ, yêu nhau nếu mà tính Noel này 6 năm. Là 6 năm. 6 năm. Mà các em cưới nhau bao lâu rồi? Cưới nhau hồi đầu tháng 12. Ủa là mới đây đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó son dữ rồi ta. Trời ơi, son quá trời son rồi. Nhưng mà nè, trong 6 năm đó giữ mà có giữ trọn vẹn cho đến cái ngày đám cưới không? Tụi em có gây lộn một lần. Tại lúc đó em áp lực công việc quá nên là em cũng suy nghĩ không tới. Em mới nói là thôi chắc mình dừng lại để em tập trung làm hơn. Và lúc đó vợ em thì không có chịu, nói anh không có tư cách chia tay tôi. Ôi, tại sao em lại nói câu đó hả nhỏ? Tại vì nếu mà nói chia tay trong cái lúc mà mình đang giận thì nó không đúng. Nó không có chín chắn nên là em không chịu. Rồi chia sau tay khi... phải là tôi chia tay chứ. Đó. Hả? Rồi sau khi nghe một cái câu nói của bạn mình nó nặng như vậy thì với bản lĩnh của một người đàn ông da u thịt bắp, em cảm nhận như thế nào? Bắt đầu thì em thấy hơi thất bại. Nên là em phải cố gắng em suy nghĩ lại rồi em tìm cái hướng đi mới trong công việc của em làm. Để em thay đổi rồi em ổn định lại trước rồi. Và em đang quyết chí vào cái con đường vận động viên thể hình đúng không? Dạ. Và em thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn. Dạ đúng. Nếu như không có vợ em thì em cũng không làm được. Tại vì tất cả những cái gì mà liên quan đến em, sự nghiệp của em đều có vợ em trong đó. Tức là vợ khuyên đi theo cái nghiệp thể hình ha, hay sao? Dạ đúng rồi, quen em xong khoảng 1 năm là đi học làm vận động huấn luyện viên. Huấn luyện viên xong làm có tầm 2 năm là bắt đầu thi đấu. Vì trước đó là em đã phải tập thể hình rồi. Dạ đúng rồi, thì trước đó thì em kiểu coi như là cái thói quen hàng ngày của em đi thôi. Tập cho khỏe thôi em đúng ai, không? Dạ. Cái đợt mà em nói em chia tay á là do em thấy em bấp bênh công việc. Bấp bênh quá cho nên phải lựa chọn. Kiểu như em thì em không có thích nhờ vào gia đình của em không có thích phụ thuộc. Em có thì em xài, không có thì thôi. Nên là lúc đó em rất là muốn đi học, đi học thêm để lấy kiến thức về cái ngành này để mình làm. Thì lúc đó em cũng không có tiền, vợ em đi làm tăng ca nhiều hơn để cho em mượn tiền em đi học. Lúc đó em làm phục vụ của quán trà. Ôi thương ghê. Xúc động không? Kể tới chỗ này xúc mà động đó. Mà biết sao mới có nhỏ mà mới có 24 hai... Bây giờ là mới có 24 vậy. Chắc lúc đó là mới 20, 21 à. 20, 21. Trời cưng quá vậy ta. Trời ơi. Vậy là nhỏ này mới mốt đi giàu lắm đó nghe. Đầu tư sinh lãi mà chị. Hả? Mình phải đầu tư sinh lãi chứ. Đó thì nó lãi rồi đó. Đầu tư trước cái giờ tiền về em hết. Lãi rồi đó, cái đầu nó ghê lắm á. Ghê quá. Đầu tư tưởng tượng 10 năm nữa thì nó sẽ như thế nào nè. Đó. Trong suốt những cái chặng đường mà bạn này đến với cái nghiệp huấn luyện viên thể hình đó. Dạ. Thì em chẳng những là cái người đầu tư cho bạn ấy, còn là những người đồng hành, cổ vũ cho bạn ấy trên mọi đấu trường đúng không? Dạ đúng rồi, em nấu ăn, em đi theo. Tại vì những cái lần mà siết thi đấu là rất là cực. Ăn uống thì không giống như người bình thường. Với lại nó cũng, tại gần thi là bắt đầu phải cắt nước rồi phải đủ thứ hết trơn, nó rất là cực. Hay là những lúc đó là đuối nhất luôn á. Nhưng mà lúc đó là hai đứa ở chung chưa? Dạ chưa. Nhà ai nấy ở đó? Dạ đúng rồi. Sao không sống thử? Sống thử mới cách đây hồi đầu năm trước. Là trước đám cưới là khoảng 6 tháng là mới bắt đầu sống thử. Sống thử xong thấy vui không? Dạ vui, tại nó y chang bình thường á. Tại vì tụi em cũng hay đi du lịch với nhau á. Bình thường sao thì về sống thử cũng y chang. Khi mà sống thử với nhau á thì coi như là giống như là mình đã về chung một chỗ rồi. Thì bạn này cũng lòi ra tật xấu gì không? Dạ em thấy là có tật xấu nhưng mà trước đó nó đã thể hiện ra rồi. Ví dụ tắm đúng không là sẽ để đồ hết trong toilet. Không có dọn.
À. Còn mỗi lần mà chơi game là giống như là bị điếc vậy, cô kêu không có nghe, không nghe ai nói gì hết trơn. Lát hồi mới hỏi lại. Tức là giả điếc khi thực hiện đam mê. Đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giả điếc hay lắm. Sao? Hay trốn việc lắm. Trốn việc. Ví dụ mỗi ngày là con ra mỗi việc là khoảng 5 công việc như vậy đi. Hay giờ ví dụ làm 3 cái thôi. Ví dụ như quay, ví dụ như bán nước mía nè, ép nước mía nè thì là có xung phong ra ép không? Kêu mới làm. À. Ví dụ nhà một ngày là con em lập ra 5 công việc đi, làm 3 thôi. Dù dắt chó đi tắm hay gì đó thôi, mai dắt cũng được em, nên mình hơi bận. Không có bận gì hết trơn vậy. Giả bộ bận đúng không? Đúng, thiếu lợi đó, thiếu. Mà nghe sao cũng làm giờ qua nữa. Có ghen tuông cọc cằn gì không? Không có ghen, chỉ là sáng dậy là ngủ là hay cọc thôi. Ngủ dậy thì cọc. Cọc ngủ á. Tại ngủ chưa thẳng giấc. Mới ngủ không thẳng giấc hay không thẳng giấc thì cũng vậy. Người á, lúc ngủ dậy là cọc à. Con nít cũng vậy đó thiệt. Vậy hả? Nó còn gì nữa không? Có sợ sợ dán. Cái đó sợ thiệt nha. Cái đó không diễn. Sợ ma là sợ dạo. Sợ ma là diễn thôi. Chứ dán em sợ thiệt. Có câu chuyện nào về vụ sợ dán em kể cho anh nghe. Bữa là như đám cưới của anh họ. Họ bên chồng em. Qua treo mấy cái đồ mà trang trí nhà cửa đó. Xong cái con dán bắt đầu nó đi. Hồi nó bay cái là ông chạy ra ngoài trước. Ông bỏ hết mọi người, ông chạy trước. La vừa chạy vậy đó. Rất là sợ. Sợ lắm. Cưng mong muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Dạ em không mong muốn thay đổi gì hết, em chỉ mong muốn là phát triển hơn trên con đường sự nghiệp thôi. Gặp tôi thì kêu em mong anh đừng sợ dán chết liền á, một cái điều mong không bao giờ. Tại vì em nghĩ là có những sống với nhau thì trừ những cái khúc mà lừa dối ngoại tình, xúc phạm tới gia đình hai bên, với lại đánh đập, những cái chuyện lại là nhỏ hết. Đối với em là vậy. Ok nghe. Rồi tới bạn đó, chắc không có tật xấu gì đúng không? Dễ thương quá trời quá đất mà. Thì này là mẹ của em. Mẹ yêu. Xưng đây mẹ, còn em là bí bò. Sao vậy bộ hay đàn áp em lắm. Đúng rồi. Dạ không thì nói chung thì vợ em làm hết cho em để em yên tâm em đi làm. Nói chung là em về tới thì chỉ có tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi. Nên là em thương vợ như... Không, em lạc đề rồi. Nói chung em lạc đề nha. Nhưng mà nếu vậy con nhỏ này nó giỏi quá. Giỏi. 24 tuổi mà quá giỏi. Quán xuyến từ việc nước tới việc nhà. Dạ. Đảm đang. Trời ơi. Của hiếm nha, hàng hiếm nha. Dạ. Nhưng mà cái đó ai cũng biết rồi. Bây giờ nói chuyện tật xấu đi. Tật xấu hả? Có ghen không? Ghen thì không có. Không ghen luôn. Tại vì tụi con không có ghen nhau. Trời nhỏ này nó hay quá ha. Hay. Chồng vậy nó không ghen luôn. Tại vì em thấy là em có giá trị để chồng em không đi được với người khác. Rồi nhưng mà coi chừng bị lạc đề nữa. Nhập đề đi. Có những cái tật nào mà em cảm thấy nó khó chịu không? Có cần nóng tính không? Không có nó. Nhiều khi nói em sao chứ quay lại bả cũng y vậy. Như tắm để đồ trong toilet á. Nói xong rồi lát hồi tới em đi tắm cũng tới bả để đồ. Vậy là tôi hiểu rồi, hai đứa lây nhau chị à. Nó lây. Nó lây. Người nghĩ tới thân người ta nó đến thì đần mặt ra đó, cái đó. Chuyện đó đó. Nó lây đó chị. Chà vậy mai mốt chắc đứa nhỏ con em nó đi dọn đồ cho hai đứa. Bây giờ hỏi cho qua cái mong muốn đi là biết liền là tật xấu gì. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Nói chung thì em thương vợ em tại vì là thương cái con người của vợ em thôi, cho nên là vợ em có sao em cũng thương. Không cần thay đổi. Dạ đúng rồi, không cần phải thay đổi. Mà như vậy nếu cho một cái thay đổi thì em muốn thay đổi điều gì? Tối ngủ đừng có lấn giường em dữ quá. Chỉ vậy thôi. Trời, cái tướng như thế này mà bị nó lấn nữa hả? Bà lấn em ra ngoài luôn anh. Trang lấn xô đẩy hả? Em đâu có lấn đâu, không có lấn. Em ngủ sao em biết? Lấn, dụ giường bự vậy thì em khúc về, không vậy. Thôi hai vợ chồng đáng yêu rất quá là so, thì thực rất sự là đáng yêu chút. Và cái nữa là anh rất là chúc mừng em đó. Là bởi vì em có một cô vợ ha, giỏi mặc quá. Dù còn rất trẻ nhưng mà rất giỏi. Và anh mong rằng là em cố gắng phấn đấu làm cho thật là nhiều tiền. Để chi vậy? Để mà cho cái cuộc sống của hai vợ chồng ngày ngày càng tốt hơn. Dạ đúng rồi. Rồi xin cảm ơn hai vợ chồng. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Em tên là Hải Đăng. Thì năm nay em 24 tuổi. Hiện giờ em đang là nhân viên thiết kế. Nhân viên thiết kế. Hải Đăng mới có 24 tuổi thôi hả em? Trời ơi, nghe cái tên em nhớ biển quá. Còn em? Còn em là Hương Giang. Em cũng bằng tuổi ông xã, 24 tuổi. Thường là Hải Đăng ở trên biển thôi. Nhưng mà riêng cái cặp này là có một ngọn Hải Đăng ở ngay cái dòng sông Hương Giang. Cái đèn cái dòng sông Hương Giang. Chắc hai người quen nhau ở Huế đúng không? Dạ không. Anh thật này thiệt à. Thế là bạn quen nhau như thế nào? Sao? Em nhớ hồi đó là do em có học chung lớp với một người bạn. Thì có một hôm tự nhiên cái bạn nó chạy tới nói với em á là
Giang ơi, mà mình có cho số điện thoại của Giang cho một người bạn ở gần nhà á, có gì mà bạn nói mà nhắn tin Giang nhớ trả lời nha, đừng có làm lơ. Em hồi đó là em là sinh viên năm cuối thì trong một ngày nghỉ học á thì em cũng chẳng biết làm gì hết, cái đi ra đi vô xong rồi cuối cùng quyết định ngồi dưới cửa ngắm trời thì mới thấy có một bạn ở đối diện nhà là bạn đó tên Thái, thì em mới cái nảy ra một cái ý định đó là chỉ cho vui thôi, thì em mới hỏi Thái là có em nào xinh xinh không cho xin số điện thoại. Thái mới bắt đầu lục tìm trong danh bạ điện thoại á thì kiếm cho em được hai cái sự lựa chọn, một đó là tên Giang, hai là tên Phương. Cuối cùng là em thích tên Giang hơn nên em quyết định chọn tên Giang để mà em nhắn tin để làm quen thử. Rồi tới chừng gặp nhau thì sao, cái cảm giác có giống như mình suy nghĩ không? Cái lúc mà anh nhắn tin á thì cũng có được người bạn nói trước rồi nên em có trả lời lại, xong rồi cái anh đòi gặp em ngay luôn vào buổi tối đó. Tại vì cái trước lúc đó cái người bạn em nói là cái anh chàng này nghệ sĩ lắm nha, anh học ở bên mỹ thuật á, em cũng thấy tò mò, em hình dung ra cái anh này nó nghệ sĩ ha, chắc là cao gầy gầy rồi tóc dài đeo mắt kiến rồi cũng có thể có râu nữa, hay lưng khòm khòm á, giống như là em hay tập chuyện trang, em thấy vậy. Cái lúc mà em gặp xong rồi á thì thật sự là hơi ngạc nhiên tại vì anh hơi khác so với những gì em nghĩ. Anh rất là dễ thương, phong cách theo Hàn Quốc vậy á. Rồi cái vô cà phê nói chuyện với nhau, lúc mà nói chuyện á thì cái anh này ngộ lắm nha, nghệ sĩ đâu mà không nói gì hết á. Toàn có lần em nói nước hoài nước mãi thôi à. Bữa đó là trễ rồi, mà em từ chiều tới giờ em chưa ăn cái gì hết, cho nên là thấy hơi đói rồi. Mà thì cô này cứ huyên thuyên bất tiệt, cứ hết nói về bản thân mình rồi lại nói về cái người bạn thân của cô ấy mới đi chơi về. Em cứ lùng bùng trong lỗ tai vậy đó, lịch sự á, cho nên em phải cố gắng mà em lắng nghe thôi. Bây giờ không biết làm sao hết, cảm thấy giống như là nó ám ảnh trong đầu em. Nó đói bụng quá mà nhớ. Đúng rồi, với lại thì ảnh ngồi anh không có nói chứ anh cười không mà. Không thì đúng là phải nói chứ không em. Bây giờ mình gặp nhặt nhau nè, nhìn nhau bốn mắt không. Mấy ngày sau, không hiểu sao gọi lại nhắn tin cho em. Vậy là em nhắn sao? Tại vì hôm đó là mấy nhỏ bạn gái á, rủ nhau là hôm nay đi nhậu đi. Thì có uống vài chai bia với nhau. Uống xong rồi cái người em nó lân lân rồi. Mất kiểm soát phần nào rồi đó. Em cũng nhà xa nữa, nên em mới nhắn tin nhà này trở về giùm. Em nhắn xong cái anh trả lời liền luôn, ok là pin nóng liền. Thì lúc mà trên đường về gần tới nhà rồi, cái hơi men trong người vẫn còn nhiều quá. Em sợ là về cái mẹ la. Cái em nói thôi nhớ có cái bãi đất trống nhà, nói anh này dừng nó đi. Lúc đầu hai đứa nói chuyện vui vẻ, em ngồi em nhìn trăng, cái tự nhiên em thấy cái gì nhọt nhọt sau lưng. Thì em thấy vậy cái em tạm suy nghĩ liền, cái trời làm gì vậy ta, nếu mà tát từng cái là chắc không gặp nhau nữa đâu á. Bây giờ hai đứa đi ngắm trăng rồi nhọt nhọt sau lưng đó, bây giờ cái nhọt nhọt sau lưng đó là cái gì? Lúc đó là trăng nó chiếu thẳng xuống luôn, em nhìn cái nét mặt của ấy lúc đó là rất là buồn luôn á. Thì em mới nghĩ là cô này chắc có chuyện buồn gì mới đi nhậu, thì em mới quàng tay ra. Nhưng mà cô này có phản ứng thái quá là gạt tay em ra. Ủa mà em thò tay sau lưng ta làm cái gì? Em tính ôm em thôi. Trong đầu em lúc đó em nghĩ là anh ấy sẽ làm gì mình? Tại vì phải chứ ảnh ôm em anh quàng cái dậy luôn đi. Cái này tự nhiên từ từ rồi ra, cái rồi ra. Được rồi. Đó, cua bò. Vừa làm vừa suy nghĩ. Sau đây là gì nữa nè? Khi mà em quyết định là em cua bò lưng gỗ, em có dừng lại ở cái mức độ là chỉ có ôm eo không? Tiếp theo là ôm đầu ngã vô vai em. Tiếp nữa. Tiếp theo là chắc nhìn qua nhìn lại coi có ai không. Rồi tiếp nữa. Chụp cái. Tới đó rồi. Rồi sau cái ngày hôm đó, sau cái đêm đó đó thì cổ phản ứng với em như thế nào? Sáng hôm sau thì điện thoại em có tin nhắn tới. Sự là em nhắn cho người bạn thân. Em nhắn là tự nhiên hôm qua tao nó mà ngắm trăng cái nó khều khều. Cái nó khều khều lưng tao. Tao tưởng là nó làm gì tao á. Tao sợ cái tao gạt tay ra. Em nhắn tin cho bạn nhưng mà gửi lộn qua cho chồng em. Dạ đúng đó. Rồi em khi em nhận được cái tin dễ sợ vậy thì cảm giác em sao cưng? Cô rất là an ức. Tại vì mình đâu có phải là mình lần mò cua bò đâu. Mình là tính mình ôm, mình tỏ tình đàng hoàng. Thứ hai là không được vui vẻ vì cô ấy gọi em là nó. Thì em cũng nhắn trả lời lại là lộ số rồi. Tôi như bạn là tôi không có nhắn tin đâu mà tôi phải hẹn cho ra hai mặt một lời. Tại sao kêu tôi bằng nó? Đúng rồi. Tại sao mày kêu quên, tại sao em kêu tôi bằng nó? Thì lúc đó đúng là em oan ức thiệt. Thì cuối cùng là em đã hẹn cô ấy ra. Thì cà phê thì hai đứa bắt đầu nói chuyện, giải tỏa được những cái vấn đề trong cái khúc mắc lúc đó. Bao giờ em có thể lặp lại được cái hành động là ngã đầu gối vào vai rồi sau đó làm cái chuột?
Là bao lâu? 3 tháng sau. 3 tháng sau. Có hồi hộp không cưng? Thì hôm đó thì anh chở em đi chơi, anh nắm tay em, chụp mặn mẻ lắm. Xong rồi anh nói em á là Giang là bạn gái của Bin nha. Em mới từ từ em ngã lên đầu mừng vô vai ảnh. Đúng điều ước mơ đó. Không có, ủa rồi tỏ tình rồi xong rồi bao lâu thì cưới? Từ từ em quen nhau khoảng được 2 năm rồi. Lúc đó hoàn cảnh vẫn còn đang khó khăn, nhưng mà thực sự là rất là yêu cô này rồi. Thì em mới suy nghĩ là có một cái gì đó thật là đặc biệt để mà tặng cô ấy. Cuối cùng em suy nghĩ ra là em có một viên đá màu đỏ. Sau đó là em xin một người bạn một miếng da. Da gì? Dạ, da bò. Da bò. Em mới quấn lại đính cái viên đá lên để mà tặng cho cô ấy. Làm bằng cái nhẫn hả? Dạ, làm thành cái nhẫn. Người ta là nhẫn cỏ, em là nhẫn da bò. Người ta cho em nhẫn cỏ, còn anh cho em nhẫn da bò. Khi mà em vừa bước lên, anh đã chú ý vào cái ngón áp út của em rồi. Yeah. Hình như đó là chiếc nhẫn da bò của chồng bạn em, đúng chưa? Yeah, bà xã em nhận cái nhẫn này, cái phản ứng của cô làm sao? Khi mà em làm chiếc nhẫn á, là mình suy nghĩ á, chắc là xúc động dữ lắm á. Nhưng mà cuối cùng khi mà em tặng cho cô ấy á, thì cô ấy nhìn em cười. Lý do sao cười? Cười hạnh phúc, cười hạnh phúc, vậy? Cười bất ngờ. Tức là cười sao? Cười châm biếm. Cười hết cỡ. Đâu cười sao đâu, như vậy đúng hả? Sao vậy, sao cười cưng? Tôi phải cười mỉm thôi chứ cười như ma làm, cười ha ha ố ố. Tại vì cái lúc mà anh tặng em cái nhẫn này á, tụi em đi chơi. Cái về đến nơi cái anh kêu, anh nắm tay em là anh kêu đợi chút. Cái tự nhiên cái anh móc ra cái nhẫn. Xong rồi anh quỳ xuống, anh nói là em có muốn lấy anh làm vợ không? Trời ơi, trời ơi. Nghĩ sao mà hỏi tôi, em có đồng ý lấy anh làm vợ không? Em rất hạnh phúc luôn. Hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ cũng 2 năm. Hai năm dạ. Rồi khi mà cưới nhau rồi chắc chắn anh chồng này cũng tiếp tục mang một sự lãng mạn đến với em đúng không? Dạ, nó bớt lại. Bớt hả? Dạ, cái điều đó cũng làm cho em hụt hẫng phần nào á. Tại vì hồi đó anh là nghệ sĩ mà anh lãng mạn lắm á. Khi mà vào đời sống vợ chồng á thì mình vẫn còn cái tâm hồn lãng mạn nhất, nào lúc nào em cũng vậy hết. Còn anh thì đã giảm đi rồi. Còn Hải Đăng, còn cái gì mà em thấy vợ em thay đổi so với lúc mà yêu nhau không? Vợ em có một cái là khi mà vợ em về thì em phát hiện ra là vợ rất là lề mề. À, rất lề mề. Hậu đậu nữa. Hậu đậu nữa, lề mề hậu đậu. À, hiểu rồi ha. Còn bây giờ hậu đậu sao? Thì giống như là ở trong nhà em, ví dụ như trong nhà em đang ngồi vậy á, thì đường có sẵn đường đi, thẳng đường đi, không biết sao đi, sao cứ đi qua là tán em cái, lại đá chúng em cái, nên là em thấy khá là hậu đậu. Em cũng không hiểu gì sao á mà em hậu đậu như vậy á, mà anh cứ làm hoài, mỗi lần ra em làm gì em cứ hút vô anh hoài vậy, đường đi á, xong đi cái em nói là trời ơi, đâu có cố ý đâu, em cũng đâu có hiểu gì sao đâu, mà tự nhiên anh hoang ngồi dẹp vô đi cho em đi. Ra khi mà mình có con á, cái bản năng người phụ nữ á, chắc chắn là em phải bớt cái lề mề đi rồi. Có nghĩa là mọi người phải khắc phục một chút xíu nữa. Được không? À. Được không? Dạ, được. Rồi. Tự hứa với nhau nha. Dạ. Rồi. Tụi em hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Con là Mai Tú. Vợ con là Trương Thị Huyền. Dạ. Chúng con đến từ Nghệ An ạ. Dạ. Dạ, công việc hiện tại là đang kinh doanh ở ngoài ạ. Kinh doanh nhiều thứ ạ. Dạ. Con bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay là 31 tuổi rồi. Vợ là sinh năm 94. Rồi mời con. Cho vợ tự lực cánh sinh đi con. Vợ tự giới thiệu đi nè bé Huyền. Dạ, con đầu tiên là con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Trương Thị Huyền, năm nay con 29 tuổi và con đến từ Nghệ An. Hai vợ chồng con làm kinh doanh ạ. Tụi con là làm kinh doanh là trực tiếp hay là online? Dạ, cả trực tiếp cả online luôn ạ. Đúng rồi, thời buổi giờ làm gì cũng phải có online đúng không con? Vâng. Rồi bây giờ nè, cái cơ duyên nào mà khiến cho hai vợ chồng gặp nhau và tìm hiểu nhau rồi yêu nhau rồi cưới nhau? Chồng nói đi. Dạ thì cơ duyên thì cũng không phải cơ duyên đâu ạ. Kiểu là vợ con lúc đấy đang buôn bán quần áo ấy, mà giống như kiểu trong tình trạng phá sản ấy. Là chuyển nhượng cửa hàng, thì con lúc đấy là mới tập tuệ ra kinh doanh. Thì cũng có qua bên cửa hàng của vợ con để giống kiểu là muốn nhường lại, muốn lấy lại cái hộp đấy, chuyển nhượng cửa hàng, chuyển nhượng mão. Vâng. Đó như là mình mua lợi đó. Vâng, vâng. Lúc người ta coi như là sạc nghiệp rồi, xa cơ thất thế rồi. Vâng. Cái mình tới mình coi đừng mình bung cái giá rẻ đó, có em con có bị ép giá? Dạ không? Dạ có, bị ép giá, con ép giá có mười mấy triệu thôi vì ở quê con á, nhưng mà xong con không bán. Thế và khi con bị ép cho nó hỏi con kêu bao nhiêu?
con kêu 25 triệu. 25 mà con bị trả bao nhiêu? Trả có 13 triệu. Sợ chưa? Bớt cái 7 triệu. Ủa mà 8 triệu. Ủa mà con trực tiếp trả giá hay là con nhờ người khác? Vâng, con trực tiếp trả giá. Trực tiếp luôn. Có nghĩa là gặp mặt người đẹp là coi như là từ 25 mình trả xuống 17 triệu luôn. Như thế này ạ, không những là trực tiếp mà còn gọi cả bạn bè vào để gọi là chuyển nhượng cùng rồi để con hạ giá xuống, để đấu giá đó, hạ thấp cái cửa hàng của con xuống ấy. Đấy, rất là mưu mẹo luôn. Trời, sao con mưu mẹo và thủ đoạn quá vậy. Nhưng mà lúc nói nghe nè, con á, lúc mà chồng con tới trả giá, một anh con trai á, rất là đẹp trai nè, cao lớn vạm vỡ như vậy mà ép giá con tới 8 triệu bạc như vậy á, lúc cái cảm giác con sao, con tức không? Mới đầu nhìn chồng con á là con thấy ủi sao đẹp trai thế. Mà không những một mình con mà xung quanh con rất là nhiều cửa hàng khác, các bạn ấy chạy sang: "Ôi chị ơi, ai đấy đẹp trai thế?" Đấy, hỏi thế nhá. Chị bảo con chị không biết đâu. Nhưng mà xong đấy là con vẫn lấy lại tinh thần, mình phải ở cửa trên, mình không thể chuyển nhượng như thế được. Thế xong con nhất quyết không chuyển nhượng, thế là đi theo cái bài là mua, xin hỏi mua một cái giá. Đấy, mua cái giá với giá 500.000. Thế là con kỳ kèo bảo không được. Thế á, xong rồi sau con lại chuyển nhượng cho người khác. Ủa, mua giá, cái giá 500.000 là sao? Cái giá treo đồ ấy chú. Cái cửa hàng quần áo nó sẽ có cái giá treo đồ ấy. Được, ổng mới mua cái giá. Ừ, nó xin mua một cái giá treo đồ là 500.000 thôi. Nhỏ tức nó không bán luôn. Nghĩa là trả giá 17 triệu không bán. Nhỏ kêu 25 rồi, mà trả có 17 triệu. Mà không lẽ bây giờ đi về tay không? Đúng rồi. Cho nên phải mua một cái gì đó để cho đỡ quê. Mà giờ nó không bán luôn. Mà về cứ nhắn tin liên tục chú ạ. Nhắn tin nhiều lắm, kèo nhiều lắm. Cái lúc mà con vô con gặp cái cô chủ này á, chắc có lẽ là con nhìn cổ cũng xinh xinh và con cũng có ấn tượng về cổ đúng không? Không, thực tế là ấn tượng thì không, mà con ghét quá, con phá mà. À. Con kiểu mắc mới gì con phá người ta. Con tới con trả giá kiểu đó mà đúng con rồi. Con ghét người ta. Không, nhưng mà cái giá đấy con không phải trả thấp, mà sau em mặc bằng chung ấy thì nó vẫn cứ cao, chẳng qua cái bà này bà hô giá cao thôi. Đấy, chứ không phải là giá con trả là thấp đâu. Nhưng mà con đã không thích rồi thì sao về lại nhắn tin? Không. Đâu có không, chưa, đã là ghét người ta không ấy là còn mua cái giá treo đồ làm gì vậy? Là lúc đó là con lầy, con chọc hay là con thực sự con cần cái giá treo đồ? Có nghĩa là con cũng có cần thật, nhưng mà cũng mục đích là để kiếm cớ để nói chuyện đấy. Tại vì lúc đấy nói không ấn tượng thì cũng không phải không ấn tượng, nhưng mà kiểu là mình tức cái vụ mà mình không được chuyển nhượng ấy. Sau là hai bên có nhắn tin qua lại với nhau một thời gian thì con biết là bạn này chuẩn bị kiểu đóng cửa hàng đi ra Hà Nội ấy. Đi ra Hà Nội làm việc thì con này mời bạn này về làm nhân viên của con. Con kể con nghe coi cửa hàng nhà bạn này lớn không? À không, cái lúc đấy là lúc đầu là anh làm nhà nước thì bắt đầu là thấy kinh doanh cũng ổn và làm nhà nước nó không ổn, lương nó không được cao ấy cô, nên là bắt đầu xin ra ngoài, nghỉ ra ngoài kinh doanh online ở nhà. Đấy thì là mở bán tại nhà, bán online tại nhà và đang muốn là mở một cửa hàng nhỏ ấy, thì lúc đấy cũng chưa có vốn nhiều ấy. Đấy là nhưng mà không biết, con không biết là tại sao mà cái mức lương cơ bản ở quê con tầm 4-5 năm trước á là chỉ tầm 3-4 triệu thôi. Đấy mà ông lại trả con 7 triệu luôn. À lúc đó là đã có cảm tình rồi đúng không? Con nghĩ là thế. Tức là đưa con về làm nhân viên. Dạ. Đó là nhân viên bán hàng đó. Đúng ạ. Là có cái lúc đó là con đã có cái cửa tiệm nhỏ rồi. Chưa có cái gì cả luôn. Là nhân viên bán hàng online thôi. Dạ. Con chỉ ngồi đấy thôi. Có mà trả 7 triệu. Vâng. Trả 7 triệu. Anh hiểu không? Hiểu, nhưng mà sao? Cái sự mà nó gọi là mê gái mà. Thì bởi vì em đang thắc mắc, em mới hỏi nè. Tức là sau khi cái vụ mà trả giá mà không được rồi, đã không có cảm tình rồi. Mà tại sao lại nhắn tin rồi sau đó lại tạo điều kiện cho cô này, cổ đi về, cổ làm việc với mình mà trả một cái giá như vậy? Có nghĩa là có một câu chuyện như thế này. Có nghĩa là con với vợ con lúc đấy giờ bạn bè nhắn tin qua lại với nhau công việc thôi. Nhưng mà có một hôm ấy, con rủ bạn này uống nước chè. Thì không biết bạn này cố tình hay cố ý, có một bạn khác nữa cũng tới, kiểu giống như kiểu là giảm mặt con, giống như kiểu là anh mà không yêu em đi thì thằng thì người này sẽ yêu em đấy, kiểu như vậy. Thành ra con tức quá, con nghĩ phải tán đổ bằng được vợ con. Và không, lúc đầu nghĩ là đùa vui thôi, không nghĩ yêu đến bây giờ luôn. Vâng. Là lúc đó là con đưa vợ con về làm cho con trả 7 triệu. Vâng. Rồi có tăng lương không? Làm bao lâu thì tăng lương? Lúc con nghĩ là tầm khoảng là 3 tháng con thấy trả lương này cao quá. Ôi, 7 triệu mà cao hả? Dạ, ở Vinh con như thế là cao lắm đấy. Ở chỗ con nó là cao gần gấp đôi. Đúng rồi, có 3-4 triệu à em? Không, cách cái khoảng 4-5 năm trước nữa thì mức ấy là nó cao.
thì nghĩ là thôi hay thì cưới đi, đỡ phải trả lương. Con tính dễ sợ luôn ha. Cái này là mẹ con tính. Mẹ con tính giùm con hả? Mẹ con tính để bắt hai đứa cưới. Đấy. Không, bây giờ chú hỏi này, trong cái thời gian làm việc á, thì là con có cảm nhận được là ông này là ông thích mình không? Và có bao giờ ông tỏ tình với nhân viên trong lúc làm việc không? Nếu mà để mà cảm nhận được thích hay không thì là từ cái lúc mà anh em đang nói chuyện với nhau nhá, là đã cảm nhận được là có tình cảm rồi thì cả hai mới xác định là ở lại làm và nói chuyện với nhau. Còn nếu mà không có cảm tình thì chắc là không nói chuyện với đâu với chú ạ. Nhưng mà sau khi về làm chung nhỉ, về làm chung thì cũng không gọi là tán hay là gì trong lúc làm việc đâu, rất là bình thường, công việc ra công việc đấy. Nhưng mà lúc đến làm và lúc đi về thì cũng rất là ga lăng, mặc dù con ở xa tận 7-8 cây số nhưng mà vẫn không đèo đâu, nhưng mà đi một xe máy bên cạnh xe của con thế này này đấy, kiểu cứ đưa đi đón về như thế, cũng rất là tâm lý luôn. Nhưng mà lúc nào thì làm được bao lâu thì con cảm thấy con yêu anh này? Lúc mà ảnh mướn con về là con thích ảnh chưa? Chắc là lần đầu nhìn con đã yêu rồi. Không, chắc không. Lần đầu nhìn thì ai thấy trai đẹp thì nó cũng phải có mất 3 giây để đứng hình thôi. Nhưng mà xong tầm khoảng hơn 2 tháng ấy, lúc ảnh mướn con tại sao con giữ sĩ diện? Mình đường đường là một bà chủ đi sang nhượng cửa không. Và bây giờ tự nhiên về làm nhân viên cho ổng. Tại vì như thế này, cô này, vì lúc đấy là kinh doanh online nó mới phát triển. Mà con thì con bỏ cái nghề thẩm mỹ lâu rồi. Mà con bây giờ con đi ra ngoài kia thì con cũng phải đi làm cho người ta chứ không phải là từ mở cửa hàng được. Nhưng mà ở Nghệ An thì con thấy là ô, tự nhiên lại nhận được mức lương cao như thế, mà lại cũng gần nhà mình tự, và mình tự phát triển cái online của mình luôn, vừa bán hàng cho anh ấy vừa làm cộng tác viên tự bán hàng ấy cô. Thì nó ổn định hơn, con thấy nó ok hơn. Là chỉ có suy nghĩ đó thôi đúng không? Vâng. Chứ chưa hề là trời ơi, đã vậy lương cao mà lại bán cho một cái anh chủ đẹp trai như vậy. Có bao giờ lúc đó là con suy nghĩ là hay là mình nhận lời đi, xong có gì mình bắt sát ảnh luôn? Có giờ có cái suy nghĩ đó không? Không, không. Ờ, như vậy dở chứ, gặp chị thì chị nghĩ vậy luôn, hút luôn. Thiệt luôn á. Ủa, nhưng mà là nãy con có nói là mẹ con là cái người mà coi như là xúi con là lấy cô này. Vâng, đúng không? Vâng. Như vậy là từ lúc vô làm việc là con đã tiếp xúc với mẹ của cô ảnh không, đó, đúng nhưng không? Mà nó lại như thế này. Sao? Có nghĩa là lúc vừa con mới vào làm việc mẹ con là người cấm đoán, ngăn cản, không cho hai đứa làm việc với nhau. Và ủa, nhưng mà công ty con là chỉ có con với cô này thôi à? Vâng. Nhưng mà làm ở trong nhà ấy, tại vì lúc đấy con mới kinh doanh, con chưa có tiền, chưa có gì cả, không hề có một cái gì hết, bắt đầu giống như bàn tay trắng ấy. Làm trong cái nhà mà nhà con ở quê thì nó cũng nhỏ, có 40-50 mét vuông thôi. Làm trong cái nhà thì sẽ có bố mẹ đi ra hàng ngày nữa, chỉ sẽ tiếp xúc. Nhưng mà lúc đầu mẹ con thì không thích vợ con, bởi vì xăm nhiều, xăm những cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà kiểu không thích. Tại vì mẹ chồng con là làm giáo viên ý, nên là lúc đầu thì cũng hơi khó một chút. Đúng rồi. Hơi khó với những cái hình xăm đó. Có nghĩa là mẹ chồng, mẹ con thì cấm đoán, thì cấm nói thẳng luôn ấy. Khiến cho bạn này cũng khóc vài lần. Dạ có, mẹ bảo gọi điện cháu làm nhân viên thì được, nhưng mà cháu mà có ý định gì là không có được đâu nhá. Với cả là gọi điện mà là cháu mà đi chơi với anh Tú thì bảo anh Tú đi về đi. Đấy, bác đang đợi ở nhà. Và lúc đó cái cảm nhận còn sao? Dạ tất nhiên là buồn. Mới đầu thì chưa gì cả, cũng chưa phải mới đang thích nhau chứ chưa phải là yêu. Đấy, nhưng mà sau con thấy anh cũng cương quyết, nói chung là anh cũng có cái ý kiến riêng của bản thân mình. Và con thấy cảm thấy ok, cảm thấy được, thế là con nhận lời yêu. Thì xong hai về làm thì một thời gian mẹ thấy cũng hai vợ chồng cũng chịu khó, và lúc đấy mẹ con về hưu rồi, mẹ con cứ cơm nước đưa ra ngoài ấy, thì mẹ thấy hai vợ chồng chịu khó làm tận 1-2 giờ sáng cô ạ. Đấy, chở từng bì hàng đi ra ngoài cầu ấy, xong rồi gửi giao xe cho người ta tận 2-3 giờ sáng. Thế là mẹ thấy ôi, hai vợ chồng hai đứa này nó chịu khó. Thế là từ đấy mẹ lại thay đổi suy nghĩ và mẹ giúp. Dạ. Như vậy là cái thời gian họ gần nhau đó, buổi sáng, buổi chiều tới buổi tối luôn đó chị. Như vậy chắc có lẽ là cái nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện nhanh lắm đúng không? Vợ chồng con thực tế 4 năm cưới nhau thì thực tế dính nhau 24/24 cả 4 năm luôn. Không hề, có nghĩa vợ chồng con hầu như ở với nhau cả ngày, làm chung rồi đi đâu cũng phải có nhau mới đi. Còn ví dụ mà vợ mà không đi là mình cũng không đi, kiểu như vậy. Như vậy là con làm tới 1-2 giờ khuya là tối là con ngủ ở lại luôn công ty? Không, không, về ạ. 1-2 giờ khuya đó bạn vẫn về thì cho nên bạn con về tới nhà là mấy giờ? Bạn này đi xe máy kè theo để đưa về. Vâng, đúng rồi. Cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ đó.
Dạ không, đi tầm ở Vinh thì nó không tắt đường như thế này. Nhưng mà đi tầm khoảng 30 phút. 30 phút, 15 phút thì đấy thôi. Nhưng mà bạn này làm cho con bao lâu thì con thấy là yêu bạn? Thực tế là làm chắc khoảng 2-3 tuần gì đấy. Là con thích rồi đúng không? Là con thích rồi. Thời gian lâu quá. Nhưng mà con này không bao giờ kiểu nói những câu tán tỉnh gì cả. Con này không kiểu chỉ làm việc với nhau và có nhảy sinh tình cảm, hai đứa từ thích nhau và yêu nhau thôi chứ không hề nói. Nhưng mà nó phải có một cái động thái là tỏ tình với cô ấy chứ, đúng không? Nắm tay nè, lén hôn má nè, rồi từ từ hôn môi nè. Cái đấy là con xin. Xin. Con xin tử tế, giống như kiểu đang đi ngoài đường, em ơi cho anh nắm tay nhé. Là sao 3 tuần? Không, thì cũng phải 1 tháng ấy, con mới xin. Chị nó cách nhau có 1 tuần nữa thôi. Con nghĩa phải xin tử tế, nếu như mà con cho thì con mới nắm tay. Rồi hôn thì sao? Con cũng cứ xin. Với em ơi cho anh hôn em nhé. Rồi vấn đề trả lời sao? Thì mấy lần đầu thì cũng không cho, làm giả mà chú. Sau dần thì cảm thấy thích thôi thì vẫn ok. Ok. Nhưng mà cái chuyện tình yêu của bọn con cảm giác nó nghèo lắm chú ạ. Là trong quá trình hẹn hò thì người ta phải đi xem phim, đi ăn thế nọ thế kia. Nhưng vợ chồng con không ăn, rồi chỉ đi ra ngoài đê ấy, ngoài chỗ con có cái đê ấy cô, hay là ra uống nước chè, uống đúng 3.000 nước chè xong rồi gọi thêm cái hướng dương là đi về, cứ thế thôi. Mà con thấy cảm thấy là anh ấy rất là lịch sự và nói chung là nó không kiểu là vồ vập như những người con trai khác. Con thấy nó rất là nhẹ nhàng. Em ơi hôm nay em có thích anh hơn một tí nào chưa? Rồi hôm nay anh nắm tay em được không? Cho anh hôn em một cái nhé. kiểu thế. Dễ thương hả? Vâng, rất là hay chứ ạ. Con nói đây là một cái em kiểu... Em có cảm giác em ngồi bờ đê em ngoài Bắc chưa? Chưa bao giờ. Trời ơi, cái đó nó còn lãng mạn hơn bất kỳ một cái cầu ánh sao nào. Gió rất mát luôn. Tại vì là nhưng mà ngồi buổi gì chị? Buổi chiều á. Chiều tối. Vâng. Tại vì là cái bờ đê vậy nè, xong bắt đầu là ngồi uống nước chè đó, uống nước chè xong rồi là cắn hướng dương đúng. Lâu đáng yêu vô cùng. Nói chung một buổi hẹn hò không bao giờ quá 30.000. Tại vì... Nhưng mà bây giờ tụi con nghĩ lại nó là một cái kỷ niệm rất đẹp đúng không? Vâng. Không phải là cái chuyện là tình yêu mà đi những nơi sang trọng, đi những nơi nó luxury thì mới gọi là tình yêu đẹp. Chính những cái tình yêu nó giản dị, nó chân phương, nó mộc mạc như thực tế cũng muốn đi nhưng mà lúc đấy không hề có tiền. Tại vì nhà con ăn sáng ấy khi nào cũng mỗi người 10.000 thôi, không hề có tiền luôn. Tại vì lúc đấy bố mẹ đã phản đối ấy. Mà con thì giống như kiểu bỏ công việc nhà nước ra ngoài làm, không có ai giúp đỡ, không ai cho vay mình gì cả, tự mình bon chen thế thôi. Năm 10.000 có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cứ kiểu như thế. Vừa con làm nhân viên cùng hiểu con nhất, bảo hôm nay không bán được hàng là không có tiền rồi. Thì hẹn hò cũng chỉ ngồi nước chè thôi. Cũng chưa ăn đồ nướng hay đi đâu xa xỉ cả. Và mấy tháng sau cưới nhau. Đấy, chấp nhận cưới nhau. Mấy tháng sau là cưới nhau đó? Dạ, từ lúc làm, nói chung là từ lúc quen đến tầm khoảng 3-4 tháng á, là mẹ hỏi cưới. Xong rồi từ lúc đấy cho đến lúc cưới nhau là tầm 6 tháng á. 6 tháng. Tổng là 6 tháng. Dạ. Tổng là 6 tháng cả. Là tụi con cả cưới quen nhau. Dạ. Tổng là từ quen nhau cho tới cưới là 6 tháng. Tháng. Tụi con cưới là bao lâu rồi? Bây giờ 4 năm tròn. 4 năm rồi. Có mấy bé? Dạ, hiện tại thì con có một bé 18 tháng ạ. Vậy là cưới xong là có em bé liền? Dạ không. Nhà con gần 2 năm sau. 2 năm sau mới có. Mới có. Có nghĩa là cũng được mà, tại vì biết sao không? Còn trẻ quá đúng không? Thứ nhất là còn trẻ, thứ hai là sự nghiệp chưa đâu. Chưa ổn định. Dạ. Cho nên là có em bé sớm một tí. Nhưng mà gia đình của bên này là mẹ đó là coi như là tác hợp cho hai đứa và hối cưới. Mà mình gia đình con thì sao? Gia đình con thì ôi may quá, có người rước rồi. Kiểu con anh Tú là ở thành phố nhưng con là ở quê. Con làm việc ở thành phố thì tâm lý ở quê thì thường là sẽ là các bố mẹ là tầm 25-26 tuổi là con gái là như một quả bom ở trong nhà, ai rước là mừng lắm rồi. Kiểu cảm giác như thế cô chú ạ. Nên là thấy hỏi cưới là ok luôn. Vì chắc bà nội là nôn nao cháu nội dữ lắm đúng không? Vâng. Nhưng mà cái lúc mà cưới nhau mà tới 1.5 năm mới có em bé à? Dạ, thực ra là vợ chồng con là bị hiếm muộn. Dạ. Thì cũng đi chạy chữa khắp nơi rồi nhưng mà không được, thì dính vào cái lúc bị dịch Covid là hai vợ chồng con tính là sẽ đi cấy. Đấy, nhưng mà bị dịch Covid thế là không đi được. Thì không nghĩ là mình có, nhưng tự nhiên lại thả tự nhiên, thế là lại có. Nhưng mà rất tiếc là cái bé đầu là nhà con bị sẩy. Đấy, dạ. Thì sau 6 tháng sau là để tự nhiên lại có lại bé này. Vâng. Chúc mừng con. Dạ. Rồi, bây giờ là cưới nhau được 4 năm. Em bé thì được 18 tháng. Dạ. Còn bây giờ tới cái phần này nó hấp dẫn lắm nè. Tức là cái phần kể
kể về những cái tật xấu của nhau, đúng không? Con vâng. Xem chương trình này rồi cũng biết mà, đúng không? Vâng, vâng. Và con thích cái phần này không? Có, thích nhất. Lên nhà thì thích nhưng ngồi đây thì không thích nữa. Đó, tính như con không thích thôi bây giờ. Mời, mời con nói trước. Đây đây. Thôi, vừa nói tiếp đi. Nói tật xấu cũng chẳng phải là tật xấu, vâng. Mà là có những cái điều mà đối phương mong mỏi mình sẽ vâng, hoàn thiện hơn, vâng. Để mà để gọi là giống như là mình thoải mái, hoặc là trong cái gia đình mình nó sẽ hoàn thiện để mà mình có thể ở bên nhau lâu dài. Yeah. Tại vì tụi con đã chọn lựa nhau rồi, đúng không? Yeah. Vâng. Chọn lựa. Đúng rồi. Chọn. Hạnh phúc là chọn lựa. Đúng rồi. Tức là đã chọn lựa rồi, chọn, là phải chọn đúng người. Chọn lựa đúng không? Vâng. Chọn đúng người, đúng thời điểm, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Vâng. Nha. Hay không chị? Hay quá, hay quá. Rồi, bây giờ mời các con. Ai là người nói trước đi? Anh nói trước đi. Cho anh nói trước. Vâng, vợ con thì thực tế tính xấu thì cũng không có nhiều. Nhưng có một cái tính con cực kỳ ghét, đó là xấu giống như tự kỷ ấy. Là sao, cầm điện thoại không nói chuyện với chồng? Là không phải tự kỷ, ở đây giống kiểu người hướng nội ấy, không hề giao tiếp bất kỳ người ngoài nào trừ công việc ra, là không hề có bạn bè. Bốn năm cưới nhau ấy, vợ con không hề có thêm một người bạn bè nào mới cả. Chỉ có mất đi chứ không có bạn bè. Giống kiểu cuộc sống của vợ con chỉ lủi thủi là bố mẹ, anh chị và chồng với con thôi, không hề có giao tiếp ngoài, công việc là không nói nhá, còn bạn bè mới là không có, cứ thế ở trong nhà thôi. Không đi chơi. Vợ con cực kỳ ghét đi chơi, không thích mua đồ, không thích đi chơi, không thích du lịch, không thích coi phim, không thích làm gì cả, chỉ thích ở nhà thôi. Và nhiều khi như thế vợ chồng con hay cãi nhau, cái chuyện đấy là cãi nhiều. Có nghĩa là cãi nhau ở đây có nghĩa là con bắt vợ con phải đi chơi, kiểu đi chơi cùng ấy, tại vì thực tế vợ ở nhà thì mình cũng phải ở nhà. Mà nhiều khi vợ chồng còn trẻ nữa, làm cả ngày mệt mỏi rồi, có những ngày nghỉ thì cũng phải đi chơi này đó, đi du lịch một năm cũng phải ít một hai lần. Đây không, khi nào cũng ở nhà, cứ đi chơi, nói đi chơi là hai vợ chồng phải cãi nhau. Đấy là con muốn kiểu vợ thay đổi, là phải hướng ngoài ra, kiểu tiếp xúc nhiều người hơn, mở ra. Vâng, có bạn bè mới rồi các thứ. Nhưng mà ở nhà như vậy á, tiếp xúc nhiều á, thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều chuyện. Vâng. Đó, anh hiểu mà. Hà là không gặp nhau, chứ gặp nhau là phát sinh nhiều thứ lắm. Vâng. Hay đưa ra những cái vấn đề mà hai đứa sẽ không đồng quan điểm với nhau, là hay cãi vã, hay tranh luận với nhau. Vâng. Thì có cái chuyện đó không? Thực tế là vợ chồng thì không thể tránh được những cái quan điểm riêng, rồi cãi vã nhau là có. Nhưng vợ chồng con... Nhiều không á? Nhiều thì không phải nhiều. Nhưng vợ chồng con có một cái hay như thế này. 4 năm cưới nhau, vợ chồng con có giận nhau nhưng không bao giờ giận nhau quá 24 tiếng. Giận nhau có thể người này đi đây đi đó cũng được, nhưng mà trong vòng buổi tối cũng phải về ngủ, các thứ giống như sinh hoạt bình thường với nhau. Đấy là trong vòng 24 tiếng sẽ làm lành với nhau. Đấy. Có nghĩa là giờ tật xấu đầu tiên là sống khép kín quá. Vâng. Chị mở lòng ra với mọi người xung quanh. Vâng. Ít bạn bè, làm biến đủ thứ, làm biến đi chơi, làm biến tiếp xúc, không thích đi du lịch. Nói chung là không thích gì trơn trọi. Vâng, đúng không? Ở nhà. Vâng. Rồi. Còn tiếp theo còn cái gì nữa? Cái thứ hai thì chắc là ai cũng thế, hay nói nhiều. Nói nhiều cứ đổ lại nhà chuyện cũ ấy cô. Một cái chuyện hồi xưa mà cứ nhắc đi nhắc lại ấy. Là kiểu chuyện gì? Giống kiểu chuyện xấu của mình, giống như kiểu anh bảo béo, giảm cân các thứ, cứ nhắc ngày này qua ngày khác thì nhiều kiểu nữa. Nhiều chuyện lắm. Nó dài. Đúng đấy. Vâng. Có nói dài bao giờ chưa? Cũng nói dài nói dai nhiều thì chắc chắn là sẽ nói dài nhiều. Nói dài ví dụ đi, con thử có cái nào mà nói dài mà để cho nói dài nói dai xong thành nói dài rồi vợ rồi chồng giận không? Chồng nổi điên lên là hai đứa lại cãi nhau. Có chứ nhỉ? Có rồi nhưng mà bây giờ thì không nhớ. Không nhớ. Không nhớ luôn, tại nhiều quá hay sao? Hay là ít quá? Cái tính con là con rất hay nói kiểu hay nhằn chồng á, nhưng kiểu như là khi mà hai vợ chồng làm cùng một công việc nhưng mà đưa ra ý kiến là chồng con cảm thấy không ok là chồng con bảo không được. Thế là con là đấy anh lại như thế, cái lúc anh bảo không góp ý thì em góp ý thì anh lại không nhận. Đấy kiểu như thế, xong rồi con có một cái hay đó là không biết chắc là chồng con rất ghét, đó là khi mà cãi nhau với chồng là con cứ mách ba mẹ chồng con. Xong rồi ba mẹ con lại gọi lại nói chồng con tiếp. Đấy là chồng con lại bực mình hơn. Lại nghe lại công chuyện. Vâng. Thèo léo. Có nghĩa là con tầm thế thôi. Có nghĩa là ba mẹ chồng con này quý con dâu hơn cả con. Khi nào cũng cứ bênh thôi. Có pha nước cam thì cũng chỉ pha một cốc cho vừa uống. Mình là ngồi nhìn. Cái gì cũng cứ đổ gọi điện cả ngày. Mỗi ngày ngày nào cũng phải gọi những người yêu ấy. Hay quá ha. Từ lúc không đồng ý luôn. Từ lúc mẹ chồng không,
không đồng ý ghét mà bây giờ thành ra thương. Giống như là con ruột rồi. Ghê thiệt chứ. Rồi còn đặc gì nữa không? Có lượng thượng bề bộn không? Rùm phùm bề bộn thì cũng có, nhưng mà trong cái phạm vi kiểu chấp nhận được, kiểu hai vợ chồng con kiểu sống riêng ấy. Thì tất nhiên cũng kiểu vợ chồng trẻ thì kiểu sáng thì đi làm sớm, về tối thì muộn mới về, công việc vợ chồng con ấy nhiều khi 11, 12 giờ đêm mới về nhà. Thì lúc đấy chỉ có muốn nằm nghỉ để các thứ thôi, chứ không, chứ bây giờ nhà có bẩn thì cũng phải để ngày mai. Để mai tính, vâng. Bây giờ mệt quá rồi đúng không? Thành ra thói quen rồi. Thì mình chấp nhận được. Thôi cũng nhiều tật lắm rồi em. Thôi nói chung là cũng chỉ có vỏn vẹn có vài ba tật thôi. Bây giờ nhân thì con cái cũng tật nó cũng nhiều rồi chứ không hết đâu em. Cái nào? Cái thèo lẻo không chị thấy là ấy là đó. Thôi bây giờ con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vâng, con mong muốn vợ ở đây mở lòng ra nè. Có nói thực rồi. Tế chỉ muốn vợ giao tiếp với nhiều người hơn. Mở lòng mình ra và cố gắng, giống kiểu mình vất vả nhiều rồi thì bây giờ mình có một tí thì mình nên hưởng thụ một tí kiểu cuộc sống cho nó vui vẻ hơn thôi. Còn về nói thay đổi thì cứ như thế này là được. Rồi. Tại vì mình chọn đúng người rồi thì mình yêu họ như thế nào lúc đầu thì bây giờ mình cũng yêu như thế thôi. Hay quá. Vâng. Chấp nhận là nó dài đúng không? Chấp vâng. Nhận luôn. Rồi, cái đấy thì con, con thì con thấy chồng con có một cái điểm con chưa ưng, đó là chồng con hay khùng quá, hay nóng tính ạ. Tính hay cộc, mà cộc không kể biết lý do luôn. Khi một khi đã cộc lên là tất cả mọi người xung quanh đều phải hứng chọn cái cơn giận đấy. Mặc và dù... chú muốn biết là cái phản ứng của chồng con cái lúc đó nó như thế nào? Dữ tợn không? Dạ, mà rất, có nói rất những là... cái câu khó nghe không? Không, nếu mà nói khó nghe thì cũng có, nhưng mà nói chung là nó trong cái phạm vi là kiểm soát được chứ không phải là bung bét ra đấy. Nhưng mà chồng con dở một cái là cứ mỗi lúc mà bực lên á, không phải lỗi của vợ nhưng mà vẫn nói vợ, nói nhân viên, rồi nói mẹ, cứ nói tùm lum tà la. Xong đấy rồi lại xong đến khi hạ giận xuống là biết mình sai thì lại đi xin lỗi. Đi xin lỗi từng người á? Vâng. Có thể là không nói ra lời xin lỗi nhưng lại làm những cái việc như là mua quà, rồi lại là cứ đến thúc thì thôi đừng giận nữa, kiểu như vậy. Rồi, cuối cùng hóa ra ổng là người lỗ. Dạ. Giận lên xong rồi phải đi mua quà. Tìm quà. Dạ. Đó, mà lỗ. Đó. Với rồi, cả với cả một điểm đó là chồng con rất lười dọn. Con đã lười rồi, nhưng mà nhiều khi là con lười là do chồng con không chịu giúp con. Thành ra con để đấy để xem chồng con thái độ như thế nào. Nhưng mà con mà đã không làm là thôi chồng con cũng để im rồi luôn. Còn cuối cùng ai làm? Thì cuối cùng là con làm. Đấy. Nên là con rất ghét cái đấy. Và con muốn là chồng... Chồng lười không chịu chia sẻ công việc đúng với rồi. Vợ. Đúng rồi. Tất nhiên là con biết là chồng con bận rộn rồi. Nhưng mà những cái nhỏ nhỏ như là ví dụ như uống sữa xong hay là ăn hoa quả xong thì phải biết đưa vào cất đi. Không có để tùm lum tà la đấy. Con mà không dọn là cứ để thế luôn. Từ rồi, ngày này qua ngày khác. Cái lúc em bé có như còn có như là sơ sinh đó. Rồi có tắm cho em bé không? Mà có không. Khi tả cho em cái, bé cái mà chăm con thì nói chung là cái việc chơi với con thì ít tại vì bận rộn công việc, nhưng mà chăm con lúc nào mà rảnh rỗi là vẫn chăm con, cứ lo cho con từng cái một, như là mua cái này cái gì cũng phải tốt nhất cho con. Nhưng mà có một cái đó là nó nói luôn đi, đừng rất nhìn. Ghét thay bỉm, hoặc là cứ thấy bỉm, hoặc là con gái con mà đi vệ sinh xong, mà hoặc là anh đi vệ sinh xong mà thấy bỉm ở trong nhà là anh chạy luôn. Anh sợ phân em bé. Vâng, đúng rồi, rất sợ và rất ghét cái đấy. Xong bắt đầu là hét toáng hét ầm ĩ lên và bắt mọi người phải nhanh, trong vòng 1 giây phải đưa cái đấy đi chỗ khác. Bây giờ thì đấy. Sao? Mỗi lần em bé mà đi bu thì ổng có vào ổng rửa cho em bé không? Không chú ạ. Tắm thì được nhưng mà lỡ như thế. Tới bây giờ kìa mà vẫn thì sợ luôn. Vâng, đến giờ vẫn thế. Mới có 18 tháng mà chưa quen. Rồi anh có gia trưởng không? Đó. Gia trưởng thì cũng không phải là gia trưởng mà là đàn ông thì con nhiều khi cũng phải có một cái chứng kiến riêng của mình ấy chú. Nhưng mà con thấy nhiều khi sai á, không chịu nhận cái lời góp ý của mẹ và vợ, cứ khăng khăng là mình đúng. Đấy, đó là một cái điểm sai. Rồi. Đấy, con chỉ mong là chồng con là... Không mong muốn chồng con thay đổi những cái gì trong mấy cái con vừa kể. Đấy, thì là bây giờ con mong muốn chồng con là... Thứ nhất là lắng nghe và hạ cái tôi xuống một tí. Đấy, bớt khùng, bớt nóng tính lại một tí, lắng nghe vợ và mẹ hơn. Đấy, để đỡ mất công và đi xin lỗi. Thứ hai đó là... tập quen với cái việc thay bỉm cho con đi. Thế thôi. Có tiền đấy thôi ạ. Ví dụ mà sờ phân rồi là có bộ khó ạ. Và cái này bị ám ảnh. Đúng rồi, tại vì em biết có những người mà họ bị lại giống như nó bị chồng con nói đúng, nó bị ám ảnh á. Dạ. Nó khó thay đổi lắm. Có nghĩa làm gì không. Cũng được trừ cái việc đấy ra thôi. Không, chú là cái người cực kỳ sợ luôn. Tại vì trước khi có con
có những đứa cháu hoặc có những đứa con nít, tại chú làm phim mà chú thường xuyên gặp những cái đặc biệt đó của trẻ con. Yeah. Nhưng mà từ khi có con rồi mà chú lại không sợ. Cái đó nó khác, của em là khác. Tới luôn á, của cái bạn này là khác, tại vì biết sao cô biết không? Tại vì cái người em ruột của cô á, Vũ á, nó cũng như vậy đó, sợ lắm. Trời ơi, của con nó đó mà nó thấy là nó chạy, nó chạy bắn sống bắn chết luôn, mà không biết tại sao luôn. Dạ. Rồi có định có thêm đứa nữa không? Bây giờ khoan đã là nói. Quên. Vô đi. Bây giờ á, cô thấy như vậy nè. Dạ. Hai đứa tụi con mới cưới nhau được 4 năm thôi đúng không? Dạ. Là tôi thấy á, nó sẽ có một số cái nếu như tụi con không sửa đó. Dạ. Là nó không có hay đâu. Dạ. Thứ nhất á, là con, chồng con nói đúng á, con phải mở lòng ra, con phải có bạn có bè. Bây giờ á, vợ chồng như vậy ha. Dạ. Xong á, một lúc nào đó hai vợ chồng cãi nhau ví dụ vậy, mà cãi nhau mà chưa hòa với nhau được á, thì con sẽ cảm thấy con bị ức chế kinh khủng khiếp lắm. Nhưng nếu như con có một người bạn nữ, người bạn thân của mình á, mà con có thể chia sẻ được á, thì con sẽ thấy nhẹ đi. Tại vì á, khi mà con nghe những cái tương tác từ bạn á, chẳng hạn như là con nói chồng con, trời ơi sao mà ổng nóng tính quá, ổng thế này thế nọ thế kia với tôi thế này thế nọ, thì ví dụ cô bạn con á sẽ nói là trời ơi vậy chứ mà ổng còn đỡ hơn chồng tôi đó, tôi nói cho bà nghe chồng tôi còn dày nữa này. Hai đứa tâm sự được với nhau á, tự nhiên con thấy à chồng con vậy là còn hơn biết bao nhiêu người, thì mọi chuyện nó sẽ nhẹ đi cho con đỡ, con xả dạ. được cái ấm ức trong lòng á. Nếu mà nói là bản thân thì con có, nhưng mà tính con là con ít con lại thích góp ý cho người khác, con thay cho boy chuyện người khác, nhưng mà chuyện của con rất ít khi mà chia sẻ ra, để con cứ giữ trong lòng vậy ạ. Thì đó, bởi vậy con ơi, cái lòng của con, trái tim của con, cái não của con á, con chứa được khoảng 100 năm không? Con nghĩ là con sống 100 tuổi không? Dạ. Đúng không? Dạ. Thì bây giờ làm sao con chứa hết? Cái thứ nhất, thứ hai nữa là chồng con cũng có cái nhu cầu được đi ra ngoài chứ, đúng không nè? Dạ, dạ. Thì thành ra bây giờ nếu con không đi chơi, chồng con phải ở nhà theo con, mà cái đó đàn ông khác, đàn bà khác, họ có những cái nhu cầu họ cần phải mở mang các mối quan hệ làm ăn chẳng hạn, hoặc là mở mang những cái giải trí á, họ, dạ. họ cần cái nhu cầu đó, mà giờ vợ ông đi rồi không lẽ về chồng đi mình, mà con để chồng con đi mình con còn mệt nữa. Đúng không? Dạ. Có những cái mà cám dỗ chẳng hạn, đi cám dỗ đúng không con? Vâng. Cho nên hai vợ chồng là phải đồng thanh đồng thủ, phải đi chơi. Thực ra cô cũng giống con, cô làm biếng đi đâu chơi lắm, cô không thích đi chơi, nhưng mà cô phải chiều chú, phải đi chơi để cho chú vui, để cho chú có những cái tiếp xúc người này người nọ. Rồi vợ đẹp như vậy á, người ta còn có nhu cầu khoe vợ nữa cơ. Dạ. Đó, vợ tôi xinh như thế này phải hãnh diện chứ đúng không con? Dạ. Đó, cho nên con phải thay đổi cái đó đi, cuộc sống nó mới thú vị được. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Rồi hai đứa có mong muốn có thêm một em bé nữa hay không? Dạ, nói chung là tại vì là nhà con có tự nhiên rồi, thế là con cũng không đặt nặng cái vấn đề là đúng rồi. Có em bé lắm, nhưng mà hiện tại là vợ chồng con vẫn định tự nhiên, khi nào mà gọi là trời ông trời thương ông trời cho thì nhà con xin nhận. Con cũng không đặt nặng cái vấn đề này lắm. Nhưng mà cô lại muốn khuyên con là Bin á, em chúc cho hai bạn này có đứa con trai. Dạ. Không, tại vì chị nói nghiêm túc luôn, bạn rồi. Này có đứa con gái rồi. Dạ, đúng không? Chú Bin chúc con có một thằng con anh trai, anh Tú cũng đẻ ra một đứa con gái, chưa ông bà nội đó. Chưa có cháu trai. Thấy chưa? Cháu trai. Bởi vì chị nhìn cái tia mắt của Tú là chị biết là bạn này bây giờ đang rất khao khát có một thằng con trai nối dõi tông đường. Ok, nếu mà có đứa con trai chắc chị em mình sẽ ra tắm biển Cửa Lò. Đúng rồi. À, sao sẵn rồi như là thăm gia đình của hai đứa nó luôn. Đúng rồi. Rồi hôm nay chú mong rằng hai con sẽ yêu nhau nhiều hơn nhé. Và mến chúc cho hai vợ chồng năm sau đi. Dạ. Năm con mèo. Dạ. Đầu năm bác sĩ báo tin vui và cuối năm con mèo vàng xuất hiện. Nha. Con cảm ơn cô chú. Cháu trai kháu khỉnh đủ đầy và như bố nhận lấy đó, tất cả những gì tốt đẹp nhất của bố và mẹ nha. Con cảm ơn cô nhưng mà cao lớn giống bố hả? Giống luôn. Đó. Nhưng mà không, những cái gì đẹp đẽ nhất chưa, của bố mẹ. Chưa nè, để tôi hỏi đáp đi. Sao? Cao lớn giống bố. Ừ. Đẹp trai giống bố. Ừ. Nhưng mà không có nóng tính giống bố. Đó. Đấy. Rồi, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với hai vợ chồng các con. Dạ, vâng. Rồi, xin chào hai đứa nha. Cảm ơn tụi con nhiều nha.